Nếu cô chỉ coi nấu ăn là sở thích thì nơi đây không phù hợp với cô. Thật ra cô ấy thuộc gia đình thuần ăn chay. Vandana là một người ăn chay thuần túy và cô ấy không bao giờ nấu thịt gà. Mehet, anh hy vọng đã nhắc nhớ em nhớ về điều này. Thưa bà, ông Khanna muốn nói chuyện với Vandana về món ăn. Ông ấy đã gọi cô Vandana đến phòng riêng. Hãy chờ xem sau ra có bỏ về nhà vì mẹ của anh ta, bỏ lại cuộc thi và mẹ hết hay không. Em đang làm gì ở đây vậy? Mình muốn Vandana hét lên. Tại sao không nghe tiếng hét vậy? Cả công ty đều biết đây chính là phòng của tôi. Tôi xin lỗi, tôi đã phạm một sai lầm. Tôi xin lỗi, tôi đã phạm phải sai lầm. Hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng. Tôi xin lỗi, tôi cảm thấy lo lắng lắm. Tôi bị ám ảnh và không thể chịu được áp lực. Thưa ngài, xin hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng. Em vừa nói gì vậy? Anh sẽ không để em đi trừ khi em nói cho anh biết. Em sẽ phải cho anh biết tâm trí của em đang nghĩ gì. Vandana ở đâu? Tại sao cô ta vẫn chưa hét lên vậy? Anh biết em có tình cảm với anh. Em vẫn nhớ mà. Em không cảm thấy bồn chồn khi đến gần anh sao? Tại sao em lại cố gắng che giấu cảm xúc của mình? Nhìn anh đi, nói rõ cho anh biết điều đó là sai. Nói cho anh biết đi, Mehet. Anh sẽ để em đi khi em nói ra sự thật. Nói đi, Mehet. Nói cho anh đi. Mình nên nói cho anh ấy điều gì đây? Tại sao cô ta không hét lên? Mình có nên vào không đây? Điều này đã xảy ra từ trước, tại sao em phải phủ nhận nó? Nói cho anh biết đi. Tôi nên rời khỏi đây. Cho đến khi em nói ra, anh sẽ không để em đi. Em không thấy điều này lạ sao? Tại sao em không có bất kỳ câu hỏi gì? Em làm mê hết, hãy cố nhớ lại đi. Nói gì đi, làm ơn. Làm ơn. Làm thế nào mình có thể nói cho anh ấy đây? Có hàng loạt câu hỏi khiến tâm trí của mình rối bời khi ở gần anh ấy. Xin hãy để tôi đi. Điều này là sai rồi. Anh không thể làm như vậy. Tôi đã kết hôn rồi. Anh biết là em đã kết hôn, nhưng em đã kết hôn với anh, không phải với Manda. Trong trái tim em cũng biết sự thật này. Vicky, tôi sẽ gọi lại sau. Ngài Khanna, có chuyện gì xảy ra vậy? Ai đó đã tấn công mẹ. Tôi cần phải ở bên mẹ của tôi.
Manda, đầu tiên hãy cho tôi biết em đang làm gì ở đây. Anh đã đợi em bên ngoài đến khi em hét lên là anh có thể cứu. Hét lên? Gì cơ? Anh đang nói gì vậy? Tôi sẽ trở lại ngay. Ngày khăn nè. Sẽ không có gì xảy ra với mẹ anh hết. Anh đã giúp tôi có thêm sức mạnh. Anh cần phải mạnh mẽ và không được mất hy vọng. Anh hãy đặt vật này lên trán của mẹ anh. Giữ nó dưới gối của dì ấy. Ngài Kanna, tôi sẽ quản lý mọi thứ ở đây. Đừng lo lắng gì về cuộc thi hết. Xin chào. Cho hỏi anh là ai? Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy anh. Này, đến đây. Ai đã ở nhà với mẹ cháu? Đó là một trường hợp trộm cắp. Chúng tôi đã khám xét và chụp ảnh lại căn phòng này. Chúng tôi tìm thấy đồ trang sức bên ngoài, két sắt trong phòng đã bị phá. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã cố gắng ngăn chặn tên trộm và bị thương khi giằng co. Điều này rõ như ban ngày, chỉ có kẻ trộm chuyên nghiệp mới có thể làm được. Mẹ, mẹ hết đã gửi cái này cho mẹ. Con đã để dưới gối của mẹ rồi. Con chắc chắn mẹ sẽ sớm bình phục thôi. Sao ra? Mẹ hết, nữ thần Amba đã đáp lại lời cầu nguyện của em. Mình đã làm gì thế này? Mình đã nấu đậu Hà Lan chín quá. Mình nên làm gì bây giờ? Các bạn chỉ còn lại 20 phút. Ngài Kanna không có ở đây. Mình có thể nấu món ăn nào khác sao? Mình không biết phải làm gì nữa đây. Cô không thể làm bất cứ điều gì với đậu quá chín. Kia, tôi sẽ làm đậu xanh kia. Chuyện gì thế này? Mình chưa bao giờ làm kia với đậu Hà Lan. Vậy thì tại sao mình lại... Dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ giữ lời hứa với ngài Kanna.
Mình nấu những gì đâu có quan trọng đâu. Các bạn còn 10 phút nữa. Cô ấy đã thắng cuộc thi nấu ăn trước đây. Đúng, cô ấy là Mehet Khanna. Cô có biết Sara Khanna không? Người sở hữu Wajilet. Cô ấy là vợ anh ấy. Hoặc có thể cô ấy là... Tôi nghĩ Wajilet đã thua vòng này rồi. Có lẽ là vậy. Tất cả các bạn còn 5 phút nữa. Hai phút. Và dừng tay. Ban giám khảo sẽ nếm thử tất cả món ăn. Các giám khảo xin mời. Đậu xanh kia. Đó là một món ăn độc đáo, nhưng nó có vị rất ngon. Tôi rất thích vị này. Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời. Wajilet đã được xác nhận tiến vào vòng chung cuộc. Các bạn nghĩ sao? Vicky, tôi cần đoạn phim camera. Được thôi, có kẻ đột nhập vào nhà dù an ninh rất chặt chẽ. Tôi chắc chắn anh ta phải là một người rất là chuyên nghiệp. Đi nào, ngài thanh tra. Được rồi, tôi muốn thủ phạm bị bắt càng sớm càng tốt. Chắc chắn rồi, ông Khanna, đi nào. Ôi thần linh ơi, làm sao lại xảy ra chuyện này được? Cô ấy ổn không? Sao ra? Em nghĩ là chúng ta nên đưa cô ấy đến bệnh viện ngay bây giờ đó. Không cần đâu, mẹ tôi sẽ được điều trị tốt nhất ở đây. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bà ấy. Bây giờ mẹ đã ổn. Lời cầu nguyện của ai đó đã được đáp lại. Bác sĩ, nếu cô ấy bị tái phát thì sao? Anh không nghĩ rằng chúng ta chỉ cần cho cô ấy ở lại trong 2 hoặc 3 ngày thôi sao? Tôi nghĩ ý của anh đúng, nhưng đây không phải là phép. Cô ấy hồi phục không phải là nhờ thuốc, mà nhờ vào lời cầu nguyện của một người thân yêu. Bà ta đã thoát chết. Tôi nghĩ bà ta sẽ hôn mê như là Banwari. Chào ra, anh rời khỏi cuộc thi giữa chừng. Ban tổ chức đã gọi điện rồi. Anh sẽ quay lại chứ? Vicky, thật không thể tin được. Làm sao Saura có thể bỏ mặc mẹ trong tình trạng này? Tôi xin lỗi họ và trở về nhà. Tôi cũng sẽ đưa mẹ hết trở về. Ý tôi là tôi sẽ đưa Vandana về nhà và quay lại đây. Vicky, ở lại với mẹ tôi cho đến khi tôi trở lại. Chắc chắn rồi. Bố, gì? Hai người nên nghỉ ngơi một lúc đi. Hãy gọi cho con khi có việc gì cần nhé. Con sẽ trở lại ngay. Cô chắc chưa? Tôi chắc rồi. Bây giờ thì về nhà và thu xếp hành lý đi. Lần này đừng phạm sai lầm nữa. Hãy đe dọa cô ta rằng anh sẽ uống thuốc độc hoặc cho cô ta uống thuốc ngủ. Nhưng hãy rời khỏi đó cùng với vợ của mình. Xin chào, đây có phải là sự kiện gala Giáng sinh ở Delhi không? Ông Verma, ông có biết ông Sara Khanna hiện đang không có mặt không? Xin lỗi Vandana, chúng tôi được biết rằng ông Khanna đã bỏ dở cuộc thi. Thực ra gia đình anh ấy gặp tình huống khẩn cấp, vì vậy anh ấy mới phải rời đi. Nhưng điều này là không chuyên nghiệp, làm sao anh ta có thể bỏ dở như vậy được? Tôi xin lỗi. Gia đình tôi gặp chuyện khẩn cấp. Đó là lý do tại sao tôi rời đi. Hãy cố gắng hiểu cho tôi. Anh đã phá luật, anh đã rời khỏi cuộc thi giữa chừng. Chúng tôi sẽ loại anh ra. Xin hãy thông cảm cho tôi xin lỗi.
Đợi đã, mọi người không thể loại chúng tôi được. Anh ấy rời đi vì lý do khẩn cấp của gia đình. Mẹ anh ấy gặp tai nạn, đó là lý do tại sao anh ấy rời cuộc thi. Bên cạnh đó, tôi đã làm những gì được yêu cầu có phải không? Hãy chứng minh là tôi nói sai đi. Anh ấy là sếp của tôi làm việc cho anh ấy. Và tôi cũng đã nấu món ăn, vậy thì vấn đề gì? Điều này thật là vô lý. Tôi không thể nào chấp nhận được vô lý như thế này đâu. Cô ấy nói nghe như giống mê hết vậy. Nghe nè, anh à, hãy ở bên cạnh của mẹ ngài. Tôi sẽ lo liệu mọi thứ ở đây. Ít nhất hãy nghe tôi nói, đừng lo. Tôi sẽ lo được mà. Ngài cứ đi đi. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi này cho ngài xem. Ngài cứ chờ đi. Được không? Tôi nghĩ bây giờ mọi người đã rõ ràng, ổn thỏa rồi đúng không? Tôi hy vọng không có vấn đề gì. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ ở đây. Vậy có được không? Được thôi. Cảm ơn hai người rất nhiều. Anh chắc chắn rằng em sẽ sớm lấy lại trí nhớ của mình thôi, Mehet. Em sẽ quay trở về với anh. Cuộc thi và hợp đồng này chỉ là một cái cớ. Mục đích của anh là giúp em lấy lại trí nhớ của mình. Sao ra? Cô hả? Sao cô lại đến đây? Anh đã gọi cho cô ấy. Anh sẽ trở về nhà sau một thời gian. Em sẽ phải ở lại đây một mình. Cô ơi, con thật sự xin lỗi. Con đã gọi cho cô gấp như vậy. Không sao đâu con trai. Ta sẽ lo liệu mọi thứ ở đây. Con nên đi và chăm sóc cho bà Khanna. Cô à, hãy giữ thẻ căn cước này bên mình thì sẽ không ai có thể phản đối được gì. Được rồi. Dành cho em những điều tốt nhất. Nếu em muốn nói chuyện với Nip, hãy gọi bằng điện thoại di động của cô. Em sẽ đại diện cho Wycelet ở đây. Vì vậy em là người đặc biệt. Cô à, cô mau lại đây. Được rồi, cô sẽ quay lại. Cô à, chuyện gì vậy? Manda đã được ra tù, hắn ta có thể đến đây. Cô cần phải tỉnh táo, đừng lo. Cô sẽ không để Mehet một mình. Manda sẽ không thể làm gì ngay cả khi hắn ta đến đây. Xin cô hãy bảo trọng. Cô sẽ gọi cho con và cho con biết tiến độ của chúng ta. Thần Linh ơi, không gì là không thể đối với ngài. Với ngài mọi thứ đều dễ dàng. Con cần Mehet quay về bên con. Mình có nên thông báo với cô rằng Manda đang ở đây không? Chúng ta đi chứ. Và bây giờ bà già đó sẽ luôn đi cùng Mehet. Nói cho tôi biết đi, tôi nên làm gì? Trả lời tôi đi. Nhanh lên. Công việc của tôi là đảm bảo sau ra rời khỏi cuộc thi. Và tôi đã làm được rồi. Còn anh có trách nhiệm mang Mehet đi cùng. Đừng lãng phí thời gian của anh cũng như của tôi. Chỉ cần rời đi cùng Mehet. Và nếu lần này anh thất bại, chúng ta sẽ không thể ngăn cản sau ra. Hãy nhớ đó. Để đó cho tôi. Tôi sẽ xử lý mọi thứ. Con đang làm gì ở đây vậy? Bà Kuruna đã tỉnh lại rồi. Đi nào. Cảm tạ thần linh. Dì à, con đã nói chuyện với một trong số khách hàng của con. Cảm tạ thần linh. Hãy bảo trọng. Tại sao con lại căng thẳng như vậy? Nó chỉ là một cuộc thi thôi. Đợi cô một lát.
của con đây. Phước lành của thần linh sẽ luôn bên con. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đi nào. Con cảm ơn cô. Cô ơi, con muốn nói cô biết điều này. Xin lỗi, bà có phải là Kantasama không? Đúng vậy. Có ai đó gọi cho bà ở quầy lễ tân. Là chuyện khẩn cấp, xin vui lòng đi với tôi. Người gọi đang chờ máy. Ê, khoan đã. Nhưng mà gia đình mình sẽ gọi vào số điện thoại di động riêng, không phải là số điện thoại cố định. Thưa bà, phiền anh nói với người đó gọi vào điện thoại di động của tôi. Cô ơi, đi thôi, chúng ta sẽ xem người đó là ai. Không, ta không thể nào để con một mình. Gia đình ta có thể gọi vào số điện thoại di động nếu có việc quan trọng. Thưa bà, anh không hiểu ý tôi sao? Đi nào. Mẹ hết. Mẹ hết. Tại sao điện thoại của cô không liên lạc được? Mình hy vọng lúc này Manda đã rời đi cùng với mẹ hết. Anh ta sẽ không bao giờ có thể tìm thấy họ được. Vicky, nghe tôi nói. Vâng, sao ra? Hãy gọi cho ban tổ chức sự kiện và hỏi xem mọi thứ có ổn không. Được rồi, sao ra? Vicky, điện thoại của dì Kanta không liên lạc được. Hãy gọi cho dì ấy đi. Chuyện gì xảy ra vậy, sao ra? Không có gì đâu mẹ. Anh đang làm gì vậy? Cô đã giúp tôi và anh còn cố gắng làm tổn thương cô ấy sao? Đúng, tôi đã làm tổn thương bà ta và tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai. Tôi cũng sẽ không tha cho bất cứ ai ngăn cản chúng ta. Buông tôi ra. Em đang lo lắng về cuộc thi vào thời điểm này, thay vì trở về với gia đình mình sao? Mọi người đang chờ đợi em đó. Đáng lẽ gia đình chúng tôi rất là quan trọng trong lòng em, không phải là sao ra Khanna. Em có hiểu không vậy? Em nghĩ mình là một đầu bếp. Đi với tôi, nếu không tôi sẽ kéo em ra khỏi đây đó. Đúng vậy Vicky, tôi đã nói chuyện với ban tổ chức. Vòng chung kết của cuộc thi đã bắt đầu, nhưng không có ai đại diện cho đội của chúng ta. Sao lại như vậy được? Sao ra, họ rất là khó chịu. Họ sẽ loại chúng ta nếu không đến đó trong 10 phút. Chuyện gì vậy? Có gì không ổn sao? Đi thôi. Tôi sẽ không bỏ dở cuộc thi. Và anh chính là đồ vô ơn. Nhờ ngài Khanna mà anh đã được ra tù. Còn anh thì đã làm gì? Anh đã cố làm tổn thương người phụ nữ đáng thương đó. Tôi sẽ không đi đâu với anh hết. Tôi sẽ chăm sóc cho cô hồi phục. Vậy thì tôi sẽ đợi cuộc thi kết thúc. Chỉ khi xong xuôi, tôi sẽ đi với anh. Sao ra? Mẹ, mẹ.
Sara, con đi đi. Sau khi cuộc thi kết thúc, con hãy về đây. Nhưng mà mẹ, Sara, mẹ ổn mà. Như con thấy đó, những người này đang ở đây để chăm sóc cho mẹ. Phải đó Sara, Karina nói đúng. Chúng tôi ở đây để chăm sóc cho bà ấy. Hãy đi và hoàn thành công việc quan trọng của mình đi. Được rồi Sara, nào, đi thôi. Tại sao con lại đi với thằng bé? Con ở lại đây với dì để chăm sóc cho bà Karina. Tại sao không thể liên lạc được với cô chứ? Nhìn kìa, cô ấy bị chấn thương, cô ấy sắp ngất rồi. Ai đó cứu với. Cô ấy là họ hàng của Sara Khanna. Đỡ cô ấy, gọi bác sĩ đi. Bác sĩ, có ai có điện thoại không? Tôi cần một cuộc gọi. Có chuyện gì với cô ấy vậy? Mang cho cô ấy một ly nước, cô ấy bị thương nặng. Đây, túi cô đây. Sao ra? Cô à, con sắp đến rồi. Xin cô hãy tự chăm sóc bản thân mình. Tôi sẽ không đi đâu cả. Em đừng hòng cãi lại anh. Nào, đi. Đi. Em nên làm những gì anh bảo. Đi cùng với anh. Chúng ta không thuộc về nơi này. Tại sao cứ buộc anh phải đánh em chứ? Mở cửa ra, Vandana. Cô nên đứng về phía tôi. Vandana, cô đang mắc một sai lầm lớn đó. Đầu bếp của Wycliffe ở đâu? Cảm ơn thần linh, cô ấy đã đến đúng giờ. Xin chào mọi người. Bây giờ là lúc diễn ra vòng cuối cùng của sự kiện gala Giáng sinh hàng năm. Hãy chờ xem trong số 3 thí sinh cuối cùng này, ai sẽ giành được hợp đồng và chiếc cúp tại sự kiện gala năm nay? Nào. Ngài Khanna, anh đang làm gì ở đây? Tại sao anh lại quay lại chứ? Em có ổn không? Tha thứ cho con không thể nào giúp cô được. Cô nên xin lỗi con mới phải. Cô đã không thể giúp con. Manda, có ở đây không? Có phải hắn đã làm điều này không? Hắn đâu rồi? Sao ra, tôi cầu xin ngài. Tôi đang làm những điều mà tôi phải làm. Anh ấy sẽ không làm phiền chúng ta bây giờ đâu. Chúng ta không có nhiều thời gian và bằng mọi giá, tôi phải giành chiến thắng trong cuộc thi này. Tôi cảm thấy rất là lo sợ. Bây giờ các bạn chỉ còn 30 phút. Cô nghĩ con bé đã đúng sao ra? Bây giờ hãy quên tên Manda đi. Ngài Khanna, tôi chỉ có 30 phút, đừng lo. Em làm được mà. Anh biết em là kiểu người biết cách giành chiến thắng vào phút chót. Giữ niềm tin vào thần linh, em sẽ cảm thấy tự tin hơn. Người có phước lành của ngài sẽ có thể đạt được bất cứ điều gì. Cô ấy vẫn còn lo lắng, mình phải làm gì đó thôi. Chào chú Sara, Nip. Chào con, cậu bé dũng cảm. Nip, chú cần con làm một việc rất là quan trọng. Đợi đã. Mẹ, Nip. Con có khỏe không? Mẹ, con không sao. Mẹ ơi, chú Sara nói rằng mẹ đang cảm thấy sợ hãi. Mẹ đừng lo nha. Hãy chiến thắng cuộc thi này vì con và chú sao ra nhé. Còn 20 phút nữa. Còn 10 phút nữa. Bạn chỉ có 5 phút nữa thôi. Chỉ còn 1 phút nữa thôi.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tất cả dừng tay. Các bạn thân mến, người chiến thắng trong cuộc thi nấu ăn gala Giáng sinh Dehi hàng năm là đội White Chilet của Sarah Khanna. Tất cả điều này thành sự thật vì con đã làm việc chăm chỉ. Xin chúc mừng. Ngài Khanna, xin chúc mừng. Đây là thư hợp đồng của ngài. Cô à, bây giờ con nên quay lại với Manda. Con đã làm những gì con phải làm rồi. Ngài Khanna đã giành được hợp đồng rồi. Con xin cô, con phải đi rồi. Mẹ hết à, nghe nè. Xin lỗi. Cô à, mẹ hết. Anh ta đã đi đâu rồi? Cửa bị khóa từ bên ngoài. Tại sao anh lại khóc? Nghe nè, tôi biết lẽ ra mình không nên nhốt anh ở đây, nhưng mà tôi bất lực lắm. Tôi còn có thể làm gì khác chứ? Đừng khóc nữa. Thôi nào, chúng ta đi ra ngoài thôi. Thôi, đi nào. Đi. Đi nào, đi nào. Đừng khóc. Dì thần linh đừng khóc nữa. Hãy tha thứ cho tôi vì những gì tôi đã làm với anh. Một người đàn ông bất lực, vợ không yêu thương thì có thể làm gì? Em thậm chí không quan tâm gì đến tôi. Em đã không suy nghĩ kỹ trước khi nhốt tôi trong căn phòng đó. Anh đã hiểu lầm ý em rồi. Sao em lại nói như vậy? Em không tự ý nhốt anh ở trong phòng. Em đã làm điều đó vì lợi ích của gia đình chúng ta. Em đã làm điều đó vì anh. Em chỉ muốn thực hiện lời hứa với ngài Khanna để đổi lấy việc anh được ra tù. Còn anh đã làm gì? Anh đã cố gắng níu kéo em đi. Anh đã làm cô bị thương nữa. Họ đã giúp chúng ta, đặc biệt là ngài Khanna, người đã làm rất nhiều cho chúng ta. Chẳng lẽ anh không nhớ điều này sao?
Được thôi, không phải cuộc thi của em đã kết thúc rồi sao? Chúng ta về nhà thôi. Không, em sẽ ở lại thêm 2 ngày nữa. Em chắc chắn đã thắng cuộc thi ngày hôm nay. Nhưng em đã tham gia cuộc thi này để sau khi giành chiến thắng, Sarah Whiteley có thể giành được một hợp đồng lớn, và ngày ấy có thể tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh hoành tráng ở đó. Em có trách nhiệm nấu ăn cho những vị khách sẽ tham dự bữa tiệc. Sau khi em xong việc, em sẽ đi cùng anh bất cứ nơi nào mà anh muốn. Được thôi, em không tin vào việc thực hiện lời hứa của mình sao? Thề với Nip đi, nói rằng em sẽ đi với anh sau khi hoàn thành công việc ở đây. Mình sẽ đi, nhưng trước đó mình cần tìm ra câu trả lời cho những khúc mắc bấy lâu nay. Em đang suy nghĩ gì vậy? Nghe nè Vandana, hãy giữ kín chuyện này. Nếu Sara biết về nó, ngày ấy sẽ không bao giờ để anh rời khỏi đây đâu. Cô à, mẹ hết ở đằng kia. Đừng lo, không có gì xảy ra hết đâu. Em có ổn không vậy? Sao mày dám làm cô canh ta của tao bị thương? Làm ơn. Con xin lỗi, con đã phạm một sai lầm. Con đã mất bình tĩnh và làm mọi thứ rối tung lên. Con xin lỗi cô. Chỉ vì sự nóng tính của anh mà khiến bản thân anh rơi vào tù tội và bị cảnh sát đánh đập, anh vẫn chưa hối cải sao? Manda muốn đưa Mehet đi cùng bằng bất cứ giá nào. Mình phải chắc chắn rằng điều đó không xảy ra. Ngừng diễn kịch đi. Được rồi, tôi tha thứ cho anh. Chúng ta nên rời đi ngay bây giờ. Anh cần gặp vài người. Ngày mai hãy đến đúng giờ vì có rất nhiều việc phải làm ở nhà hàng. Tạm biệt. Đi thôi cô. Cô à, con sẽ đi ngay bây giờ.